Chiều nay mình đang dội chuồng là con heo đẻ luôn. Bạn ơi, quay qua lại nó đẻ luôn, chưa dội xong nữa là đẻ luôn nè. Tính cho nó lên sàn nè, chưa xong nữa là nó đẻ rồi. Bây giờ để mình lau chùi con này để mình sắp xếp mình lùa nó lên nha. Buổi chiều hôm nay thì heo mình tiếp tục đẻ gơi đẻ gớt nữa các bạn. Nó đẻ được một con rồi, bây giờ sắp ra con thứ hai để mình sẽ cập nhật cái con thứ hai cho các bạn xem nha. Con thứ hai chuẩn bị ra nè các bạn. Đó, ra luôn các bạn ơi, ra đít trước nha các bạn. Chưa có kịp lùa lên nữa. Để mình kéo nó ra tiếp nha. Lịch con này là ngày 11 tháng 4 nè các bạn. Hôm nay là ngày 10 thôi, ngày mai mới đúng lịch của nó. Hôm nay để sớm một ngày nha các bạn. Hồi nãy là mình nặng sữa nó là nó đã có sữa 4 thành tia rồi. Mình định là dội chuồng xong là lùa nó lên luôn đó. Mà lùa không kịp nó luôn đó các bạn. Bây giờ hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều thôi, hơn 4 giờ rưỡi chiều xíu, 4 giờ 3 mấy á. Con đầu tiên là 4 giờ 2 mấy, con này là 4 giờ 3 mấy nè. Nè lịch nó nè, ngày phối nè 17, 12 nè, nó lịch nó đẻ nè. Để mình lau chùi con này nha. Tiếp tục mình cập nhật cái đàn heo của mình cho các bạn xem nè. Mình đã lùa nó lên sàn rồi các bạn ơi. Hồi chiều là nó nằm dưới ô này nè. Đó, bây giờ mình rửa sàn này kia đồ xong hết rồi. Cái bầy này hôm nay là 18 ngày nè. Đó, con mẹ nó nè. Con mẹ nó nằm đó đó. Hôm nay là 18 ngày mình tách bầy nè, ăn uống bình thường nha các bạn. Đó. Rồi, mình lùa lên đây nè, hai mẹ con bú rồi nè, đẻ được hai con rồi. Chiều giờ mà nó không chịu nằm xuống, nó nằm nó úp bụng, nó không chịu nằm ngửa ra, thả con nó xuống. Thì nó nằm ngửa ra. Một tí nữa nó đẻ thì mình cập nhật thêm cho các bạn nha. Nó cũng muốn đẻ rồi các bạn. Khoảng chừng 5 phút nữa là chắc có thể là con nó ra rồi đó. Nó cũng kênh, nó cũng gặn rồi đó. Heo mình mới vừa ra con thứ ba nè các bạn. Dây rúng vẫn còn luôn nè các bạn ơi. Mình thấy lâu quá, mình đưa tay vô, mình đưa vô khoảng chừng một tấc là mình đụng dò nó rồi. Rồi bắt đầu mình kéo nó ra gần tới rồi, mình để cho con mẹ nó gặn ra luôn. Để mình kéo con này ra đi rồi mình kiểm tra lần nữa xem là có con nào xuống gần tới nữa hay chưa nha. Tại vì hồi chiều là 4 giờ rưỡi, mà bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi. Là 3 tiếng đồng hồ mà cái con thứ ba nó mới ra. Còn hai con này nó bú rồi nè. Các bạn, con thứ ba mình thả ra chung cho nó bú luôn nè. Con thứ ba là con nằm biền bên đây nè. Được 3 con rồi các bạn ơi. Mà bụng vẫn còn to nha. Đó, nó nằm cái bụng nó đội bên nè. Mấy bầy bên đây ăn xong rồi ngủ hết rồi nè. Đó. Coi các bạn, coi con heo nè các bạn. Nó ngồi mà nó cũng đẻ được luôn nè. Nằm thì không đẻ đâu, bắt đầu ngồi vậy đẻ luôn nè. Được 4 con các bạn ơi. Trong đây 3 con nè. Cái con có mình quấn quấn là con thứ ba nè. Con thứ tư nè. Ngồi cũng đẻ nữa. Nãy giờ so vú cho nó nằm xuống để cho nó đẻ mà nó không chịu. Nó cứ ngồi lên, nó đứng lên, cái nó ngồi như vậy, nó để cái bạc ra cái rồi không kịp quay luôn. Rồi heo mình mới vừa ra con thứ năm nè các bạn. Nó đều đều với nhau chứ nó không có to, không có nhỏ các bạn ơi. Ngoài này 4 con là bú no hết á. 2 con đầu đàn là bú to rồi. Giờ ra con thứ năm rồi. Con heo mình đẻ lâu nha các bạn. Bụng nó vẫn còn nhô lắm các bạn. Đây nè, trong cái phanh tay mình phanh lại nè. Cái con thứ tư với con này cách nhau gần nửa tiếng các bạn. Con này đẻ lâu quá. Rồi các bạn nhớ đón xem hết clip là xem nó đẻ được bao nhiêu con nha. Hiện tại là 5 con rồi nhưng mà bụng vẫn còn to lắm. Mình đón con này chắc nó cũng rơi vào tầm 10 đến 12 con các bạn. Rồi con thứ 6 chuẩn bị ra nè các bạn. Lòi dò ra các bạn ơi. Con thứ 6 nè. Để mình chùi nước này bớt đi. Đó, con thứ 6 ra các bạn ơi. Ra dò trước nha. Nãy giờ cũng lâu lắm đó. Con này tương đối là nó cũng bự đó các bạn. Nó bự hơn mấy con khác đó. Chắc nó cũng 8-10 với những con khác nha. Đây các bạn nhìn, các bạn so sánh nè. Cái con trong đây là con thứ 5 nè. Con ngoài là con thứ 6. Rồi để mình lau chùi cái con này. Mình giữ ấm nó đi. Rồi một tí nữa mình nhốt 4 con nó lại. 4 con nó nãy giờ bú no rồi đó. Đây cái đàn này hôm nay là 18 ngày, khẳng định với các bạn hôm nay là 18 ngày nha. Các bạn xem mình ngày mình đăng video á, cho đến hôm nay là 18 ngày nè. Đây là con mẹ của nó nè. Con mẹ của nó mình thấy nó hơi ốm các bạn, là mình tách sớm luôn. Với mà cái bầu sữa của nó không được bao nhiêu sữa hết trơn á, là hôm nay là mình tách luôn. Ngủ hết. Còn mấy con này trên đây á, là tầm 25kg rồi đó. Có cái con nhỏ đó đó, thì nó chắc khoảng chừng 9kg, 10kg thôi. Còn bầy bên đây thì nó cũng nhỏ ký, chắc nó rơi vào tầm 5kg, 5kg mấy. Chứ nó không có bự nữa đâu. Rồi một tí nữa thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha.
Thôi, tính đâu là ra con nó ra nhau các bạn. Để mình kéo cái bọc nhau này ra là con nó sẽ ra luôn nha. Mới đẻ được 6 con các bạn mà bây giờ nó đã ra một chùm nhau rồi. Nhưng mà bụng nó vẫn còn đội nha. Mình đón con này là khoảng dao động từ 10 đến 12 con. Giờ nó mới 6 con thôi, nó ra chùm nhau thì cũng không thành vấn đề nha các bạn. Tại vì nhau này đứt trước thì nó ra trước thôi, chứ con nó vẫn còn nha. Nãy nó ra một chùm nhau mà mình đợi hoài, nó gặn hoài mà nó không ra các bạn. Mình đưa tay vô mình kiểm tra thì sâu ở bên trong tử cung của nó các bạn, sâu vô trong bụng nó là có một con nhưng mà nó chưa có thoát ra. Rồi mình vừa tiêm cho nó là 3C oxytocin. Mình đợi một tí nữa là xem coi nó có gặn ra. Cái con đó là nó ra giò trước nhưng mà không biết là nó thụt vô rồi là không biết nó có quay đầu hay không các bạn. Các bạn chờ một tí xíu nữa xem là nó ra cái nào trước nha. Rồi con thứ 7 chuẩn bị ra nè các bạn. Các bạn đón xem là nó ra giò hay là ra đầu trước nha. Giống như mình nói hay không nha các bạn. Lúc nãy mình đưa vô là giò nó ra trước các bạn ơi. Rồi ra giò trước nha các bạn, ra đuôi trước nha. Con thứ 7 này to, nãy giờ mình đợi nó gần cả tiếng đồng hồ luôn á các bạn. Mình đưa vô mình kéo nó ra, nó thụt nó chạy vô trong mất tiêu. Là mình không kéo được. Bây giờ mình chích thuốc rồi mẹ nó mới đẩy nó ra đó. Hiện tại mình là 7 con nha. Ở ngoài là 3 con nè, trong sọt là 4 con nè. Rồi các bạn chờ đến hết video là xem con heo mình nó đẻ được bao nhiêu con nha. Heo này mình đón dao động từ 10 đến 12 con. Hồi lứa trước hình như là nó đẻ 11 con á các bạn. Lứa trước là mình tính lội nó rồi đó, lứa thứ hai mình cũng tính lội nó rồi, lứa thứ hai như 9-10 con gì đó. Lứa đầu như 6-7 con, lứa thứ hai 9-10 con gì đó. Rồi lứa thứ ba là 11 con, đầu là lứa này lứa thứ tư nè. Là tại mình không có heo là mình để lại, chứ không thôi là mình lội rồi. Con nào mà dưới đẻ dưới 11 con trong hai lứa đầu là mình lội liền. Tiếp theo là mình cập nhật cái đàn heo mình cho các bạn xem nè các bạn. Nãy giờ mình thấy con heo của mình 20 phút rồi mà nó gặn nó ra nước ói phân su hoài mà không ra. Rồi bắt đầu là mình đưa tay vô mình kiểm tra là lôi con này ra trước, con này ra gần tới rồi, con này ra được nửa đường rồi. Đó, ở đây là 2 con nè. Trong sọt này là 4 con, là 6. 6 với 3 con ngoài là 9 con nha các bạn. Hiện tại là heo của mình được 9 con nha. Rồi một tí nữa, khoảng chừng nửa tiếng nữa, nếu mà nó không có đẻ thì mình sẽ tiêm cho nó 3C oxytocin nữa để cho nó còn con thì nó đẩy xuống, còn nó còn nhau thì cho nó ra luôn nha. Mà bụng này á là vẫn còn con các bạn. Hiện tại là 9 con nha. Bầy bên đây nó thức dậy giờ nó đòi ăn nữa các bạn. Nó vừa kiếm mẹ nó rồi nó vừa đòi ăn nữa. Tại vì mới có 18 ngày là tách bầy rồi. Rồi nó cũng kiếm mẹ nó để nó bú các bạn, nó quen rồi. Ở đây á là mình cho ăn cám, mình trộn với một ít sữa để kích thích cho nó ăn nhiều hơn. Rồi nó ăn hết rồi mình để dùng một tí cám khô để tập cho nó ăn hoàn toàn cám khô luôn. Tại vì cái đàn này á, theo mẹ nó ăn cũng nhiều nhưng mà mấy cái con nhỏ nhỏ cứng quá nó nhai chậm lắm. Nên mình để sữa kích thích để cho nó mềm, để cho nó dễ ăn, để cho nó ăn nhiều hơn nha. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm. Mấy hôm nay á, thì có nhiều bạn là nhắn tin hỏi mình tại sao là heo đẻ xong mà nó bú rồi mà bây giờ nó không đi được, nó không đứng được. Hai chân nó bạc ra và nó duỗi thẳng về phía trước, đa số là chân sau. Thì bây giờ mình có con heo nó đẻ nè, mình sẽ lấy cái video này dẫn chứng để chỉ ra cho các bạn, để các bạn nắm, để sau này các bạn rút kinh nghiệm cái trường hợp mà con heo mà nó đi không được nha. Rồi các bạn xem nè, nguyên nhân là chính là đây nè các bạn. Nguyên nhân là heo của các bạn thứ nhất á, là đẻ xong là hai cái giò nó bú là nó bạc vậy, hoặc là cái nền mũ này nó có nhớt nè, nó trơn quá trơn, hoặc là xi măng này nó cũng trơn quá trơn. Cái giò con heo mà nó nằm nó bú như vậy hoài 1-2 tiếng gì đó, hoặc là con heo mà nó đi không được nè, nó bạc giò ra, các bạn thấy không? Là hiện tượng của các bạn, heo của các bạn mà bị bạc giò mà đi không được là nó như vậy đó. Nên heo mà đẻ ra thì các bạn nên bỏ vô trong sọt có vẻ lao mềm, heo con cho nó đứng được thì nó sẽ ok hơn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ những con này vô, những con này mà để như vậy khoảng chừng tiếng nữa là nó bạc giò giống như trường hợp heo của các bạn luôn. Nên các bạn lưu ý về vấn đề mà heo mới sanh nha. Tại vì nó yếu cơ lắm, nó giãn cơ là nó không có đứng dậy được. Rồi ở đây heo mình mới vừa đẻ ra con thứ 10 luôn nè các bạn. Chưa kịp rửa tay nè, tay chưa rửa xong nữa nè, là nó đẻ ra con thứ 10 rồi. Hai con này mình bỏ vô rồi nè, trong sọt là 6 con nè. Ở ngoài 3 con này 9, đây con thứ 10 nè. Mình mới vừa chở cái bao này lại cho nó khô thôi. Con thứ 10 còn dây gúng dính luôn nè các bạn. Rồi mình để mình lau chùi con thứ 10 này, mình để vô giữ ấm đi. Rồi khoảng chừng 10 phút là ba con này nó sẽ cứng cáp rồi, mình sẽ thả ra, rồi mình bắt ba con nó vô để cho nó bú nha. Tại vì con heo mẹ này mình thấy sữa nó nhiều lắm các bạn, nó chảy dữ lắm. Rồi các bạn chờ mình tí xíu nha, mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha.
Rồi con 11 ra luôn các bạn ơi, con 11 này to nha các bạn. Chút xíu nữa là quay không kịp cho các bạn xem rồi, nó ra thêm tùm nhau lung chung rồi các bạn ơi. Để quay xa xa ra để thôi là nó có dính bảo vệ quyền cái động vật á, nó ra có máu á các bạn. Rồi để mình lau chùi con thứ 11 này đi, mình giữ sọt, giữ ấm, tí nữa thả chung với ba con này. Hiện tại là được 11 con rồi, các bạn nhớ theo dõi hết clip xem là nó còn nữa hay không nha. Mình vừa ra con thứ 12 luôn các bạn ơi. Mình cho cái đàn kia nó bú, có một con đó nó hơi yếu, nó hơi quay quay, đứng vậy nó té té. Mình cầm cho nó bú, bên đây nó gặn, mình thấy con heo nái nó dãy 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 là mình thấy con heo này nó ra rồi. Nó hơi to nên mà nó đau các bạn. Lúc mà nó gặn ra nên nó dãy, nó gùng mình. Rồi đây là con thứ 12 nè, mình vừa lau chùi cắt rúng đồ xong nè. Giờ mình để chung vô sọt nha. Mình để trong đây cho nó cứng cáp một xíu đi, rồi mình hãy cho ra ngoài nó đứng. Để không thôi ra ngoài này á, nó trơn là giống như hồi nãy mình hướng dẫn các bạn là nó bị bạc chân á. Mình cho nó ở trong đó, với mà nó con đó, những con đó nó sinh nhiệt, bóng đèn nó có nhiệt nè. Để nó sưởi ấm, giữ ấm, để cho nó thích nghi cái, rồi mình mới đem ra. Heo mình á thì chưa có gặn nữa nha. Hiện tại là được 12 con các bạn. Bây giờ là 12 giờ luôn rồi. Nó đẻ hồi lúc 4 giờ rưỡi chiều, 4 giờ hai mấy đó, mà bây giờ tới 12 giờ đêm luôn rồi. Mới tới con thứ 12, con này đẻ rất là lâu nha các bạn. Mình cập nhật cho các bạn xem lúc 12 giờ 15 nè các bạn. Heo của mình nó mới đẻ ra hai con nè. Hai con này là mình đưa tay vô mình can thiệp mình móc ra đó các bạn. Nó to lắm, nó to hơn những con kia nữa kìa. Các bạn nhìn trong video nè, to hơn những con đó nữa. Nó đẻ ra không nổi các bạn. Có một con là nó tới chỗ này nè, còn một con là nó nằm ở trong bụng chỗ này nè. Đây mình cho các bạn xem nha, trong đây mình đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. Đó, tổng đàn của mình hiện tại là 14 con rồi. À, hồi đầu lúc đẻ tới giờ nó ra được hai chùm nhau. Nhưng mà mình còn thấy cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè nó đội nè, nhưng mà không biết là nhau hay là con. Rồi bây giờ á, thì mình tiếp tục mình sẽ tiêm cho nó 3C oxytocin. Khoảng 15 đến 20 phút sau mình thấy nó gặn nhiều lần mà không ra nữa thì mình sẽ đưa tay vô mình kiểm tra một lần nữa. Nếu không có con á, thì chắc hết các bạn. Hiện tại là 14 con nha. Con này mình thấy cái bụng nó nhỏ, nhưng mà nó đẻ con nhỏ là nó đẻ số lượng nhiều. Còn đây là con heo tơ nè. Con heo tơ là vài ngày nữa nó đẻ. Con này mình nghĩ là chắc chừng 6-7 con thôi chứ không có nhiều đâu. Con này lịch của nó là ngày 13 các bạn. Ngày 13 tháng 4. Hôm nay là ngày qua ngày 10 rồi. Hôm nay là ra qua ngày 11 rồi. Còn 2-3 ngày nữa là nó đẻ. Nhưng mà cái mình thấy cái bầu sữa nó xuống rồi. Rồi hiện tại là 14 con các bạn ơi. Để các bạn chờ hết clip coi là nó được con nào nữa hay không nha. Đàn bên đây thì ăn no ngủ khì rồi nè. Mới thức dậy đòi ăn nữa đó. Mà mình chưa cho ăn nữa. Để tí nữa mình cho nó ăn thêm nha. Quay trở lại đàn heo của mình. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nè. Đàn heo của mình hiện tại là được 14 con thôi các bạn. Ở trong này là 10 con nè. Ở đây là 4 con. Để một tí nữa thả ra mình kiểm lại cho các bạn xem nha. Hiện tại là nó đã ra nhau rồi. Nhưng mà nó vẫn còn một ít nhau nữa. Con này thì khả năng chỉ nó chỉ có là 14 con thôi các bạn ơi. Bây giờ mình thả tổng đàn nó ra để cho nó bú rồi mình kiểm heo lại nha. Các bạn bắt đầu kiểm heo với mình nha. Ở đây là hai con nè. 3 con, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đó, hiện tại là đàn của mình được 14 con nha các bạn. Cái bụng này mình đón tầm chừng 12 con là mừng lắm rồi. Nhưng mà nó đẻ được 14 con rất là mừng luôn các bạn. Chỉ tiêu của mình là 12 con nha. Bây giờ mình để thức ăn xuống cho cái đàn này. Mấy cái đàn này để sáng mai hãy cho ăn. Chúc các bạn mới xem video của mình tham khảo được nhiều cái vấn đề mà các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm để sau này các bạn chăn nuôi được thành công hơn. Thank you.
của mình hôm nay là ngày thứ nhất buổi sáng nè các bạn. Mình cập nhật cái bầy heo con của mình lại cho các bạn xem nha. Bên đây là cái bầy này là 19 ngày là tách bầy rồi nè. Đó, bầy heo của mình là 14 con nè. Buổi sáng là mình đã nhỏ amóc bột rồi các bạn. Có một con là ngày đầu tiên là nó lại bị chảy. Nè các bạn xem cái đít của con này là nha. Đó, ngày đầu tiên là nó bị chảy. Ở đây một con nữa là hai con. Ngày đầu tiên là heo con của mình vẫn có bị chảy nha các bạn. Các bạn dùng amóc bột, các bạn pha đút cho mỗi con uống 2C sáng một lần, chuyện lần. Rồi con tiêu chảy thì uống thêm kỹ trưa nữa. Nếu mà qua ngày thứ hai vẫn còn nữa thì uống một ngày nữa thì hết. Nhưng mà thông thường là uống ngày đầu tiên là hết rồi các bạn. Rồi chúc các bạn nuôi heo được thành công, đạt như ý muốn của mình nha. Heo đẻ tốt nha các bạn.